Hải quân Lebanon đã giải cứu 99 người, 98 người Syria và một người Lebanon di cư trên hai chiếc thuyền bị chìm trong lúc họ tìm cách trốn khỏi Lebanon ngày 12 tháng 10. Hãng thông tấn Lebanon dẫn lời quân đội cho biết, những người này đang tìm cách rời Lebanon một cách trái phép trên hai chiếc thuyền hướng đến đảo Cyprus. Sau đó thuyền bị chìm trên biển. Trong khi đó, trang tin El Nasra thông báo, tất cả những người được giải cứu đều là công dân Syria, đang tìm cách trốn qua vùng biển ở miền bắc Lebanon để đến Cyprus. Bên cạnh cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khiến hơn 80% dân số rơi vào cảnh nghèo đói, cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel khiến cho tình hình quốc gia Trung Đông này càng trở nên trầm trọng hơn. Ngày càng nhiều người tị nạn Syria và Palestine, cũng như công dân Lebanon, tìm cách rời Lebanon để tìm điều kiện sống tốt hơn ở các quốc gia khác. Tính từ thời điểm giao tranh bùng phát cách đây một năm, đã có hàng trăm ngàn người dân tại Lebanon phải sơ tán.